Xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một cái nội dung nói về cái vấn đề mà vì sao các anh chị các bạn thường ghi âm giọng nói hay là thường quay video rồi sau đó chúng ta nghe lại cái video, nghe lại cái file ghi âm của chính cái giọng mình. Chúng ta cảm thấy nó rất là dở, chúng ta không chấp nhận được cái tiếng của mình, không chấp nhận được cái giọng điệu của mình qua cái video đó, qua cái đoạn ghi âm đó. Là vì sao? Thì nó rất là đơn giản thôi, là vì hàng ngày chúng ta nói, chúng ta nghe cái giọng của mình từ khi sinh ra, chúng ta chưa ý thức được, tới khi chúng ta lớn lên thì nó là bằng hai đường âm thanh. Đầu tiên là chúng ta nói ra, nó sẽ ra ngoài không khí môi trường và nó đi như thế này nè, nó lan tỏa và nó tới tai người khác nghe. Thì người khác, người ta sẽ nghe âm thanh từ cái miệng mình nói ra bằng cái đường tai của họ. Còn bản thân mình nghe chính cái giọng của mình thì nó bằng hai đường tiếng. Một đường tiếng thứ nhất là cũng y như những người khác nghe cái giọng của mình, đó là nó phát ra không khí, nó len lỏi theo những cái hạt không khí và nó đắp, nó đi cái vòng cung như vậy nè, nó lên cái đôi tai của chúng ta và chúng ta nghe được một đường tiếng. Còn đường tiếng thứ hai là cực kỳ quan trọng, đó là chỉ có chủ thể giọng nói mới nghe được, còn những người khác không nghe được. Đó là nó đi bên trong cái dây thanh quản của mình và nó thẩm thấu, nó đưa lên trên tai trong mà não bộ của người chủ thể phân tích được tất cả những cái tần số có trong cái giọng nói đó. Có nghĩa là người bên kia nghe giọng của chúng ta thì có thể bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà chúng ta nghe chính của giọng của mình thì nó rất là hay, nó trầm ấm và nó đầy đủ bass chép. Thường là nó ấm về cái giọng bass. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nghe từ bên ngoài kết hợp với bên trong thì cái não bộ của mình nó sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái rung động từ cái dây thanh quản nó đưa lên tai trong và não nó phân tích, nghe được, cảm nhận được đầy đủ tần số. Còn khi chúng ta thu âm lại, chúng ta phát lại trên những cái thiết bị nghe nhìn, ví dụ như điện thoại, smartphone, iPad hay là máy tính computer, các anh chị các bạn phát lại nghe cái giọng của chính mình thì lúc đó chúng ta nghe nó khác, bởi vì chúng ta nghe chỉ có một đường âm thanh là nó phát ra từ thiết bị đó đập thẳng vào đôi tai của anh chị các bạn. Chúng ta không nghe được cái dây âm thanh bên trong nữa, mặc dù đó là cái giọng của chính mình. Giả dụ ở đây là cái thiết bị ghi âm, ghi hình đó nó cực kỳ chính xác. Cái người nghe đối diện hoặc là nói chung là người khác chủ thể, họ nghe cái giọng của mình tự nói ra từ miệng mình đến tai của họ, và sau đó họ nghe cái file ghi âm, cái file video ghi hình phát lại tới tai của họ thì hoàn toàn nó y chang cái giọng thực của mình, không khác cái gì. Nhưng mà bản thân chúng ta nghe khác, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không nghe được một lần âm thanh nữa đi từ bên trong, âm thanh khép kín đi bên trong cái dây thanh quản của mình và nó lên tai trong, tức là não bộ chúng ta nó cảm nhận được cái sự rung động trong một cái chủ thể. Các bạn hiểu không? Ở đây ví dụ như là đường tàu á, chúng ta đi từ xa hàng mấy km chưa nghe được tiếng tàu, nhưng mà nếu chúng ta áp cái tai xuống đường ray của tàu xe lửa, tàu lửa đó, gọi là xe lửa đó, chúng ta áp cái lỗ tai xuống đường ray thì nghe rất rõ ràng cái tiếng tàu nó chạy từ xa. Bởi vì sao nghe được? Bởi vì là cái âm thanh này là âm thanh nó đi từ rung động từ cái chủ thể cái tàu đó, nó rung theo cái đường ray và nó truyền theo vật lý, theo âm học, theo những cái vật dụng ở đây là cái đường sắt đó, nó truyền và nó rung tới cái tai mình, chúng ta nghe được cái tiếng tàu nó chạy. Tương tự như vậy, các anh chị các bạn hãy hiểu ngược lại, nó rất là đơn giản ở cái chỗ là các anh chị các bạn không nghe được cái rung động từ dây thanh quản và nó đi bên trong, giống như cái đoàn tàu đó. Các bạn vừa nghe được cái tiếng bên môi trường nó lan tỏa ra từ cái miệng của mình và nó đi như này là một lần. Lần thứ hai là rất là quan trọng, nghe bên trong thì nó tạo cái giọng của mình nó trầm ấm, nó dày, nó hay. Chúng ta hát nghêu hay là chúng ta làm cái gì á, thì nó cũng đều rất là hay. Sinh ra và lớn lên đã quen với cái giọng của mình từ nhỏ rồi, bỗng nhiên một ngày để cái chiếc điện thoại ghi hình lại, xin chào các bạn, xin chào các anh các chị, xong rồi sau đó chúng ta mở lại thì nghe nó ơi là nó rất là khác. Ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ cho anh chị các bạn xem. Đây là một chiếc điện thoại. Mình ví dụ mình sẽ ghi âm một đoạn video của chính mình. Đây, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Ở đây mình ghi như thế này. Hello, xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị các bạn một cái vấn đề từ A, B, C, D cho đến Z. Thân mời các anh chị các bạn lắng nghe, xem và ủng hộ mình. Đó là cái nội dung mình vừa chia sẻ. Và qua cái thiết bị ghi âm ghi hình đó là chiếc điện thoại smartphone. Bây giờ mình sẽ mở lại cho anh chị các bạn nghe. Đây. Xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị các bạn một cái vấn đề từ A, B, C, D cho đến Z. Thân mời các anh chị các bạn lắng nghe, xem và ủng hộ mình.
ví dụ như thế. Đó là một ví dụ rất là nó không có giống hoàn toàn, nhưng mà nó cũng trực quan, nó cũng làm cho các anh chị các bạn hiểu ra là chúng ta nghe lại nó khác với nghe trực tiếp. Trực tiếp là nghe cái đường tiếng nó đi bên ngoài không khí đập vào tai. Các anh chị các bạn thử bịt hai lỗ tai lại và nói những cái âm thấp thì chúng ta vẫn nghe rõ, vẫn nghe rất là rõ, hiểu không? Nhưng mà khi mà chúng ta nghe từ cái chiếc loa hay là từ miệng người khác, nếu chúng ta bịt tai lại thì chúng ta đâu còn nghe được. Đó là cái ví dụ mà hôm nay mình muốn chia sẻ, gửi đến tất cả các người xem trong kênh, những người quan tâm về vấn đề âm thanh, cũng như những các anh chị các bạn bên ngoài mà quan tâm đến cái vấn đề mà thu video, thu âm, hiểu tại sao là cái giọng nói của mình tự nhiên là chúng ta thu âm nó lại khác đi rất là nhiều. Đó là có những cái mẹo rất là đơn giản, bằng cách chúng ta hãy ghi âm, hãy đặt chiếc điện thoại lên và quay những cái đoạn giới thiệu về bản thân mình, quay những cái đoạn nói bình thường trong cuộc sống để các bạn tập nghe dần dần với cái giọng của chính mình, rồi một ngày nó sẽ quen thôi. Có rất ít người chấp nhận cái giọng của mình và có rất rất ít người thích cái giọng của mình. Trong đó bản thân mình rất thích cái giọng của mình khi mình tạo video, mình làm video rồi sau đó mình nghe lại. Bởi vì sao? Bởi vì mình quen rồi. Mình biết nói như thế là đúng, nói như thế là vừa, nói như thế là âm ngữ nghe được, không có gì là quê, không có gì là dở hết. Còn các anh chị các bạn hồi giờ là cả đời nghe cái giọng của chính mình qua đôi tai và qua cái dây thanh quản nó rung động lên trên não như mình phân tích đó. Rồi đến một ngày các anh chị các bạn dùng cái chiếc điện thoại quay video lại của mình và xem mình, nghe mình, tự nhiên thấy nó khác quá, không giống ai hết, và chúng ta không chấp nhận chính mình. Cái vấn đề mà xem nó đã khác rồi, không chấp nhận hình ảnh của mình sao lúa dữ, sao quê dữ, sao xấu dữ, đó là một phần. Còn mình nói ở đây cái phần không kém phần quan trọng đó là âm thanh. Chúng ta nghe hàng ngày bùm ba la ba la ba la ba la, tự nhiên hôm nay mở lại nghe sao cái giọng nó kỳ kỳ, nó quái quái. Đó là tổng thể những sự lý giải rất là đơn giản mà mình muốn gửi đến tất cả các bạn, các anh chị là hiểu vì sao chúng ta không chấp nhận cái giọng của mình. Thực sự ra nếu các bạn có những chiếc điện thoại tốt, có những cái máy ảnh tốt, có những thiết bị ghi hình ghi âm tốt thì nó là đúng cái giọng của mình. Người ta nghe, những người xung quanh nghe chấp nhận, nhưng bản thân ta không chấp nhận là do ta chưa quen điều đó. Rồi, thân chúc các anh chị các bạn sức khỏe nghe và tập làm quen dần với cái giọng của các anh chị các bạn qua những cái thiết bị ghi âm, ghi hình để chúng ta quen và chấp nhận và dần dần sẽ thích, yêu thích cái giọng của chính mình. Cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video nha. Nhớ bấm like, đăng ký, ủng hộ kênh mình nha. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại những video tiếp theo.